Hello mọi người, Hoài đây. Hôm nay Hoài sẽ dẫn mọi người đi Hawaii chơi nha. Tạm dừng chân đầu tiên của chúng ta là Nhật Bản. Mình sẽ quá cảnh ở đây 3 tiếng. Các mẹ con tranh thủ đi shopping và nạp năng lượng nè. Ở sân bay Nhật có rất nhiều thứ dễ thương và thú vị lắm đó mọi người. Loay hoay một hồi thì tụi mình lại lên máy bay để bay tiếp đến Hawaii nha. Giờ cùng đếm ngược nha. 3, 2, 1. Hawaii chào đón cả nhà và thời tiết thật đẹp phải không mọi người? Check-in khách sạn xong thì flex cho mọi người biết cái view của Hoài trong những ngày tới nha. Nhanh nhanh xuống phố thôi. Đường phố Hawaii mùa này rất là đông đúc. Hello, hai chú két kiếm được tiền cho chủ. Tới giờ trưa nên mẹ đưa hai em đi ăn trưa. Chỗ này view rất là đẹp nha mọi người. Đây, menu trưa nay đúng chất là của Tây luôn. Khoai tây, seafood, thịt bò cho Úc Bảo. Mọi người coi ảnh thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ kìa. Vì mới ngày đầu tiên mấy mẹ con còn jet lag nên về khách sạn thôi chắc ngủ luôn. Ngày thứ hai, Hawaii mưa phùn nhẹ. 9 giờ là Hoài với mấy nhỏ đi ra biển bơi một chút. Bơi xong là nạp năng lượng cho hai chị em liền. Trưa nay có đồ Nhật nha. Một nơi mà Hoài rất thích đó là ngồi cà phê ngắm biển chiêu chiêu rồi đó. Sau đó tụi mình sẽ đi dạo mua sắm nè. Mọi người coi mô bên đây đẹp không nè. Một món mà Hoài rất thích đó mọi người biết gì nè. Đó chính là crawfish. Lúc này là ăn quên quay luôn mọi người ơi. Coi con cua nó bự chưa nè. Để Hoài ăn rồi kể tiếp cho mọi người nghe hen. Bye bye.